Mấy câu Nhật Bản Hoài Phương xin chào các bạn. Hôm nay mình có lô mấy câu Nhật Bản muốn giới thiệu đến các bạn. Giá thì mình báo trên video. Giá này chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn hàng là 30k, bên mình có ship code toàn quốc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 để đặt hàng nha. Sau đây mình xin giới thiệu con máy đầu tiên. Con máy đầu tiên mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Spin nha. Một con Spin Master nha các bạn. Con này là một con máy của Hàn Quốc nha, Korea. Ngoại hình tổng quan của nó màu xám nha các bạn. Con này nó màu xám đậm. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Tay quay mình đổi được trái phải. Về thông số cước nha các bạn. Về thông số cước thì cước này là cước số 4 nè các bạn. Cước số 4 mình vào được 180m nha. Cái này thì cước số 4 mình vào được 180m. Con này là size 4 ngàn nha các bạn. Cước số 4 180m, size là 4 ngàn. Lăn sáng, gạt cước, hoạt động tốt. Một con máy sóng, lưỡi gạt hoạt động tốt nha các bạn. Gạt cước, hoạt động tốt. Tay quay mình đổi trái phải được nha. Máy chạy, máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn, đảo chiều của máy nha các bạn. Và con số 1 của Hàn Quốc size 4.000 này có giá là 180k nha. Máy số 1 180k Hàn Quốc nha các bạn. Máy cái bằng tay mình thôi. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 2. Con máy số 2 mình muốn giới thiệu với các bạn là một con Prolowit nha các bạn. Con này là một con máy của Hàn Quốc nha. Con này là của Korea nha. Ngoại hình tổng quan của máy thì như thế này. Con này thì thiết kế mình thấy khá là đẹp nha. Cối là cối kim loại, có cả ABS luôn. Con này chạy là chạy hai vạc đạn, dòng máy của Tatis Enjoy Hàn Quốc nha. Korea. Ngoại hình tổng quan thì như vậy nha bạn. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải. Về thông số cước thì cước 0.28 mình vào được 150m nha. Cước 0.28 mình vào được 150m. Tương đương với cước số 3 là 150m nha các bạn. Con này size 3.000 nha. Chạy là chạy hai vạc đạn. Hai vạc đạn như bạn, có ABS. Lăn sáng, gạt cước, hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt nha bạn. Cố nó là cố kim loại nha, rất là chắc luôn. Radio của nó là 15.3 nha, radio 15.3. Tay quay thì dạng gập, mình bấm nút ở đây. Gập lại, sử dụng mình mở ra nha. Tay quay cán gỗ. Hàng của Hàn Quốc nha các bạn. Đổi được trái phải, máy chạy. Máy chạy ok nha bạn. ABS của máy. Đảo chiều. Và con máy số 2 của Hàn Quốc, size 3.000 có ABS, chạy hai vạc đạn này có giá là 220k nha. Máy số 2 220k. Trong lòng bàn tay nha bạn. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 3. Con máy số 3 mình muốn giới thiệu bạn là dòng máy tên là Lancer nha, Lancer. Cái này là của Mamiya OB nè các bạn. Hàng của Bangladesh nha, made in Bangladesh. Mở đây nó bị tróc sơ sơ chỗ này rồi nha các bạn. Đây, cố là cố kim loại. Về thông số thì cước số 4 mình vào được 150m. Con này là size 4.000 nha. Chạy là chạy hai vạc đạn. Ngoại hình con này thì cũng có trầy xước theo 5 tháng nha bạn. Đây, ngoại hình con này thì có trầy xước theo 5 tháng. Tay quay thì bám bẩn. Tay quay thì mình đổi được trái phải nha. Máy thì nhỏ trong lòng bàn tay thôi. Ngoại hình tổng quan nha. Đây là phần nắp nha bạn. Ngoại hình tổng quan như thế này. Máy có trầy xước theo 5 tháng nha. Lăn sáng, gạt cước, hoạt động tốt. Máy sóng lưỡi gạt hoạt động tốt nha các bạn. Tay quay máy thì mình đổi được trái phải luôn nha. Size máy thì nãy mình có báo là size 4.000 nha các bạn. Tay quay gập, bấm nút ở đây gập lại. Sử dụng mình mở ra nha. Máy chạy, máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặn, máy chạy rất là mượt. Đảo chiều của máy nha.
Ngoại hình thì nó như vậy nha các bạn. Và con của Bangladesh này, size 4 ngày này có giá là 250k nha. Máy số 3 250k. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 4. Con này thì khá là quen thuộc luôn nha. Con này là dòng Shimano nha, ALS XT2000, dòng có ABS. Hàng này hàng của Malaysia xuất nhập nha các bạn. Ngoại hình của con này là màu xanh. Ngoại hình thì mình thấy nó cũng có trầy xước này các bạn. Trầy xước như thế này nha. Trầy xước theo 5 tháng như thế này. Tay quay cán gỗ nha. Tay quay thì mình đổi được trái phải. Máy chạy hai vạc đạn, ngoại hình thì trầy xước theo 5 tháng như thế này. Cối sáng. Nên ngoại hình thì mình thấy cũng trầy xước khá là nhiều nha. Lăng sáng nha các bạn. Cối kim loại. Máy có ABS nha, gạt xước, hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Và con này thì cước số 2 nó vào được 150m. Size máy là 2000 nha, size máy 2000. Tay quay mình đổi được hai bên trái phải dạng gập nha, mình bấm nút gập lại sử dụng mình mở ra nha, máy chạy. Máy chạy rất là êm nha. ABS của máy. Đảo chiều nha các bạn. Và con Shimano ALS XT2000 có ABS này có giá là 350k nha. Máy số 4 350k. Máy thì nhỏ trong lòng bàn tay nha. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 5. Con máy số 5 mình muốn giới thiệu với bạn là một con tay quay đôi nha. Nhìn khá là dễ thương luôn. Con này là Spin 3300 nha. Một con máy của Hàn Quốc màu trắng tay quay đôi nha các bạn. Mấy cái chỗ này là nó tróc đó các bạn. Nó tróc kiểu tróc sơn nhẹ thôi. Tróc cái lớp gì ở ngoài sơn giống như cái lớp bảo vệ sơn vậy nha. Là nó có như thế này. Ngoại hình tổng quan của nó màu rất là nổi bật luôn. Trắng nha các bạn. Đây, ngoại hình tay quay thì là tay quay đôi. Tay quay mình đổi được hai bên trái phải nha. Ngoại hình tổng quan là như vậy. Cái này nó tróc cái lớp gì ngoài lớp sơn đó các bạn. Mình cũng chẳng biết nữa. Lăng sáng. Con này thông số của nó là cước 1.5 đi vào được 180m. Con này size 1.500 nha các bạn. Size 1.500. Lăng sáng. Gạt cước. Hoạt động tốt. Máy sóng để cho hoạt động tốt nha các bạn. Máy thì cũng khá là nhỏ gọn thôi, trong lòng bàn tay như thế này nha. Mình phải đo thế này chứ nhiều khi coi clip á, thì mình zoom gần cho các bạn dễ nhìn con máy thì nhiều khi lại thấy nó to ấy. Tay quay mình đổi trái phải được nha. Máy chạy. Máy chạy ok nha các bạn. Chốt chạy. Đảo chiều của máy. Và con size 1.500 màu trắng của Hàn Quốc này, tay quay đôi này có giá là 250k nha. Máy số 5 250k nha các bạn. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 6. Một dòng máy mình bán rất là nhiều luôn rồi. Con số 6 mình muốn giới thiệu bạn là dòng Longcat nha. Longcat EF30B, ratio là 1.4.3. Máy thì khá nhỏ luôn, chưa bằng lòng tay mình luôn nha. Máy này của Hàn Quốc nha bạn, Hàn Quốc. Ngoại hình tổng quan của máy thì như thế này, ratio 1.4.3. Ngoại hình con này thì mình thấy còn khá là sáng nha. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải. Tay quay đổi được trái phải. Thông số cứ 1.5 mình vào được 180m. Con này size 1.500-2.000 nha các bạn. Lăng sáng. Phần nắp. Ngoại hình con này còn khá sáng. Gạt cước. Hoạt động tốt. Một con máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Tay quay thì mình đổi được trái phải. Máy chạy. Máy chạy rất là mượt nha. Chốt chạy. Đảo chiều của máy. Và con số 6. Con Longcat Hàn Quốc này có giá là 180k nha. Máy số 6 180k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 7. Một con máy hàng hiếm trong clip. Hàng hiếm nha, hàng này lâu lâu mới về một con nha các bạn. Con này là một con máy của Hàn Quốc. Hàn Quốc nha. Máy dạng kiểu trong suốt đó các bạn.
Con này tên là Skeleton SB7000B nha. Thì con này là một con của Hàn Quốc. Kiểu máy cũng kiểu gọi là sợi thủy tinh đó các bạn. Cái này nó là sợi kiểu dạng trong á. Đây, ngoại hình của nó thì như vậy. Mình có thể thấy được bộ máy bên trong của nó luôn nha. Ngoại hình con này màu trong mà màu xanh xanh rất là đẹp luôn á. Hàng này rất là thích hợp để sưu tầm. Và con này thì thích hợp câu tôm, câu cá nhỏ và sưu tầm nha. Cước số 2 mình vào được 130m. Con này size gần 2000 nha. Cước 2 130m size gần 2000. Ngoại hình rất là đẹp luôn, thiết kế của nó như thế này. Nhìn con này rất là đẹp luôn, không biết nó dùng từ gì nữa nha. Nhiều cái màu nó rất là đẹp. Tay quay thì mình đổi được trái phải nha. Tay quay con này mình đổi được trái phải luôn. Máy như thế này nhìn được bộ máy bên trong luôn. Đây, con máy nó như thế này rất là đẹp. Mình nhìn được hai bên hông đó luôn. Lăng sáng nha. Phần nóc nha các bạn. Con này size gần 2000. Phần tay quay nó cũng làm thế này luôn nha. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sống giữ gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Đây nhìn nó hay lắm. Tay quay mình đổi được trái phải nha. Máy chạy. Máy chạy ok nha các bạn. Chốt chặt. Đảo chiều máy nha. Con này rất là mượt luôn. Máy chạy rất là mượt. Và con hàng hiếm hiếm đặc biệt này có giá là 320k nha. Máy số 7 320k, máy của Hàn Quốc nha. Con này thì khá là nhẹ. Hàn Quốc là nó in chữ Korea đây nè các bạn. Nhưng mà do nó trong suốt cái này mình hơi khó thấy nha. Con này khá là nhẹ luôn á. Và nhỏ nữa. Tiếp theo là mình xin giới thiệu con máy số 8. Con máy số 8 muốn giới thiệu bạn là dòng Daiwa nha. Daiwa Regard S4000MT nha. Con này giá khá là tốt luôn. Con này là hàng của Thái Lan, xuất Nhật, made in Thái Lan. Con này cối kim loại. Ngoại hình thì còn khá là sáng, có trầy xước nha. Ngoại hình con này thì có trầy xước, nhưng mà màu của nó thì khá là sáng. Về ngoại hình thì trầy xước cũng ở chỗ này, chỗ này. Nói chung là trầy xước theo năm tháng luôn. Tay quay là tay quay kim loại, cối kim loại. Ngoại hình tổng quan như vậy. Tay quay mình đổi được trái phải nha. Tay quay đổi được trái phải. Về thông số của con này thì cước số 6 mình vào được 150m. Thì size con này là size 6000. Lăn sáng nha bạn, lăn sáng bóng luôn. Phần nắp nha. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sống giữ cho hoạt động tốt nha bạn. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Và tay quay dạng gập mình bấm nút ở đây. Gặp lại, sử dụng thì mình mở ra. Tay quay chỗ này nó có chữ Daiwa. Máy chạy nha bạn. Con này chạy rất là êm luôn á. Chốt chặn. Cái màu nó nhìn rất là nhẹ nhàng luôn. Nhìn màu đẹp kiểu nhẹ nhàng. Đảo chiều nha. Máy chạy rất êm luôn nha bạn. Con này chạy êm lắm. Và con Daiwa Regard size 6000 nha các bạn, size 6000. Này có giá là 450k nha. Máy số 8 450k. Con này câu rất là êm. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy số 9. Con máy số 9 mình muốn giới thiệu bạn là một dòng Olympic nha. Olympic. Let's go nha bạn. Olympic Let's go 300. Mấy cái dòng máy nhôm này có cá rất là khỏe nha. Con này là full kim loại nha bạn. Toàn thân kim loại, tay quay kim loại luôn. Hàng của Japan nha, hàng Japan. Ngoại hình tổng quan thì như vậy nha bạn. Ngoại hình tổng quan. Con này chạy là chạy hai bạc đạn. Ngoại hình tổng quan thì như vậy. Tay quay mình đổi được hai bên trái phải nha. Tay quay mình đổi được trái phải. Nắp nha bạn. Lăng sáng bóng. Và con này thì nó không có in thông số ở trên này nha các bạn. Con này không có in thông số trên cối. Size con này thì tầm khoảng cỡ 6 ngàn nha. Size 6 ngàn, 6-7 ngàn gì đó. Lăng sáng. Gạt cước. Gạt cước hoạt động tốt nha các bạn. Mấy dòng máy nhôm thì câu cá rất khỏe. Phần nắp thì như thế này. Olympic. Đây, nắp nhỉ.
dạng này không phải là dạng nắp tháo rời nha. Dạng nắp không phải tháo rời, mình sẽ tháo như vậy nha bạn. Đây, bên trong phần cối của nó thì như vậy nha. Mỗi lần mình tháo như vậy, đây xuống thì mình chỉ vặn cái nắp này lại là xong. Máy thì size khoảng cỡ 6-7 ngàn nha. Tay quay của nó thì dạng gập, mà mình bật cái này, vặn cái này xong rồi gập lại, sử dụng thì mình vặn ngược lại thôi. Đây nha các bạn, chạy hai bạc đạn dòng máy nhôm câu cá khỏe nha. Tay quay đổi được trái phải luôn. Máy chạy, máy chạy rất là mượt luôn. Chốt chặt. Đây, nhìn con này quay khá là nhanh. Tiếng nó giống như mấy cái động xe, động cơ xe cổ cổ. Quay cái tiếng nghe rất là hay. Đảo chiều của máy. Và con Olympic Lego 300 này có giá là hàng Japan, có giá là 650k nha bạn. Máy số 9 650k. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy số 10. Một con máy khá là đẹp. Con này là một con dòng Ryobi nha. Ryobi nha bạn, Ryobi RX3. Ratio là 1.4 nha. Hàng của Japan. Về độ mới thì con này chắc tầm khoảng 85%. 85 hoặc có khi là cũng được. Nếu mà mình dễ dễ mình cho nó 90 cũng được. Japan nha bạn, made in Japan. Hàng này có cốt trợ lực luôn nha. Ratio thì 1.4 nè bạn. Ngoại hình máy thì khá là đẹp luôn á. Sáng đẹp luôn nha. Có thể là 85-90 gì đó, khoảng cỡ đó. Khá là sáng đẹp luôn. Nó như vậy nha bạn. Thì mình cứ cho nó là 85 nha. Và con này thì thông số cước của nó, thông số cước của nó thì cước 10 mình vào được 210m nha bạn. Cước 10 210m thì size con này là 10.000 nha. Cước số 10 210m, size 10.000. Lăn sáng bóng luôn nha các bạn. Gạt cước hoạt động tốt. Phần cối cũng rất là sáng nha. Phần cối thì nó sáng như vậy. Ở đây thì có một cái lỗ để mình chặn cước lại nha. Lỗ chặn cước. Gạt cước hoạt động tốt. Size 10.000, có cốt trợ lực nữa. Con này thích hợp câu cá to, câu biển nha các bạn. Câu cá to, câu biển rất là thích hợp luôn. Máy sóng nha các bạn, lưỡi gà hoạt động tốt nha. Máy sóng lưỡi gà hoạt động tốt nha các bạn. Và con này có cốt trợ lực. Con này mà đi câu biển, câu cá to, câu tra thôi, ok lắm luôn. Bên trong phần cối nó như vậy nha. Cốt trợ lực nè các bạn. Máy rất đẹp. Đây nha, tiếng lưỡi gà của nó. Con này thích hợp dành cho câu tra, câu biển, câu cá to nha. Size 10.000 luôn nha các bạn. Size của nó là 10.000. Về phần tay quay của nó thì là nó thiết kế khá là hay. Mình rỉ cái này lên, gặp lại, sử dụng thì mình bật ra thôi. Tay quay khá đẹp. Đổi được trái phải nha. Máy chạy, máy chạy rất là mượt luôn nha các bạn. Chốt chặt. Đảo chiều của máy. Con này thì khá là êm mượt. Ratio thì 1.4. Và con máy size 10.000 cốt trợ lực của Japan này có giá là 1 triệu nha bạn. Máy số 10 1 triệu nha. Tiếp theo thì mình xin giới thiệu con máy 11. Con máy 11 mình muốn giới thiệu bạn là dòng Shimano. Con này là dòng Shimano nha bạn. Shimano S4 nha. Con này thì có radio là 1.3.3. Hàng của Japan nha. Con này là full kim loại luôn. Con này cũng toàn thân kim loại. Ngoại hình tổng quan của nó thì như vậy. Có trầy xước theo 5 tháng. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải nha. Tay quay đổi được hai bên trái phải. Nắp Shimano. Lăng sáng nha bạn, lăng sáng. Và thông số cước của con này thì đây nha các bạn. Thông số cước của nó ở đây. Cước số 5 thì mình vào được 310m. Cước số 5 của con này thì mình vào được 310m. Thì size con này khoảng cỡ 7-8 ngàn các bạn. Cước số 5.
Cước số 4 của nó thì là cước số 4 thì vào được 400m, cước số 5 thì vào được 310m. Thì size con này khoảng cỡ 7.000. Size 7.000 đó các bạn. Lăng sáng hai bên thì nó có in như thế này. Con này quay khá là nhẹ luôn. Gạt cước hoạt động tốt. Một con máy xoắn được cho hoạt động tốt luôn nha các bạn. Tay quay mình đổi được hai bên trái phải. Tay quay của nó là dạng mình như thế này. Mình kéo tới đây xong mình gặp lại, sử dụng mình mở ra. Máy chạy nha. Máy chạy rất là mượt. Con này quay khá là nhẹ tay các bạn. Mình quay mình cảm giác tay nó rất là nhẹ. Chốt chặn. Mình nghĩ sao máy nhôm nhưng mà quay cảm giác rất là nhẹ. Đảo chiều. Đảo chiều khá êm. Máy chạy mượt nha các bạn. Và con Shimano toàn thân kim loại hàng Japan này có giá là 700 nha, máy 11-700 nha các bạn. Tiếp theo mình xin giới thiệu con máy 12. Con máy 12 này thì một con máy về ngoại hình thì khá là mới. Con này chắc tầm khoảng cỡ 90% nha. Hàng của Japan. Và tên của nó là Ryobi Sinus XS2000ZM là tên nha các bạn. Hàng của Japan, màu là màu xám lông chuột. Ngoại hình thì tầm cỡ khoảng 90% nha. Ngoại hình thì như vậy. Ratio là 1:5.2. Cối là cối kim loại nha các bạn. Cối này cối kim loại. Tay quay thì mình đổi được hai bên trái phải. Lăng sáng bóng. Về thông số cước là cước 4, mình vào được 150m. Con này là size 4.000 nha. Còn chỗ phần này là nó dính keo nha các bạn. Cái này là dính keo trong thôi. Cối rất sáng đẹp luôn các bạn. Cối con này rất đẹp. Ratio cao nha các bạn, ratio 1:5.2. Gạt cước hoạt động tốt. Máy sóng lửa gà hoạt động tốt luôn nha các bạn. Tay quay thì mình đổi được trái phải. Ngoại hình thì tầm cỡ 90. Tay quay gập nha, bấm nút gập lại, sử dụng mở ra, máy chạy. Máy chạy khá là êm mượt. Chốt chặn. Này, máy rất là êm luôn. Đảo chiều. Con này rất êm luôn các bạn. Máy êm mượt. Và con Ryobi Sinus này có giá là 700k nha. Máy 12 700k. Một con máy size 4.000 nha. Cái tên XS2000 thôi nha các bạn. Còn size của nó là 4.000 nha. Size con này là 4.000. Size 4.000. Hàng Ryobi Japan có giá là 700k nha các bạn. Máy 12 700k. Video của mình hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại hoặc Zalo của mình là 0931 342 766 để đặt hàng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn.